Ok, hello, buổi chiều xin chào tất cả mọi người nhé. Buổi chiều hôm nay em vừa mới đánh bóng xong một viên của Hoàng Ngọc, rất là đẹp, đã sắc màu, thông đèn cực mạnh. Bóng tứ diện nhé. Củ có ngọc rất là đẹp luôn. Lâu lâu thì mới tìm được một viên của hoa ngọc đẹp như thế này nhé. Soi đèn ăn đèn rất là mạnh. Siêu vân, lộ tia lộ gần lộ vân luôn, quý chị ạ, rất là đẹp luôn. Cao 20 nhé, 20-16, nặng 3,5 kg. Đấy, quý chị có nhu cầu quan tâm cái viên này thì hãy về cho em nhé, giá thực sự thôi. Giá chỉ lấy công mài thôi nhé. Chỉ lấy công mài thôi. Đấy. Siêu đẹp. Da vỏ nó còn nguyên nhé. Da vỏ còn nguyên luôn. Em để lại ít để nhận biết về da vỏ. Hoa ngọc đa sắc tím nhé. Siêu đẹp. Quý anh chị có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ giúp em theo số điện thoại và Zalo nhé, 0903 56 1075. Rất đẹp luôn.